vì tiểu bảo lợi dụng tình hình véo má của ngô ứng hùng làm hắn bực mà không dám nói ngô ứng hùng vốn chúa ghét bọn thái giám bất nam bất nữ nên kiếm cơ thoái thác ra ngoài ngô ứng hùng vừa đóng cửa đi ra thì vi tiểu bảo trong đầu cũng lập tức lên kế hoạch tiểu hán gian tự cho mình là cao nhân nhất đẳng trước mặt lão tử dám ra vẻ ta đây hiếm khi nào hắn phải xuống nước cầu xin ta như hôm nay thì lẽ nào ta lại bỏ qua cho được đương nhiên lần này ta phải thừa cơ trừng trị hắn một trận ra trò âu cũng là chút giận cho thiên hạ bách tính được hà giả dạ phần nào đang suy nghĩ vì bá tánh thì ngô ứng hùng đã đứng ngay trước mặt không để cho hắn kịp nói năng vi tiểu bảo liền ra tay trừng trị hán gian đầu tiên là một cú thôi sơn vào bụng sau đó là một cú đấm lật mặt của y chào kình như gông túm lấy đầu của ngô ứng hùng bóp mạnh làm y bật ngừa không phải là thật thì ra đây chỉ là kế hoạch trong tưởng tượng được vi tiểu bảo chuẩn bị chu đáo để đòi lại công đạo mà thôi lát nữa sau khi thủ hạ của hắn ra tay xong ta sẽ mượn cớ cùng hắn thí chiêu hắn nhất định là sẽ nhường ta khi đó ta có thể thừa cơ thượng cẳng chân hạ cẳng tay mà đánh hắn thừa sống thiếu chết một phen. Tráng miệng ta sẽ tặng hắn hai chiêu, một là hầu tử du đào, hai là tiên nhân bích giã. Người ta có câu vung tay qua chán, nhưng lần này vi tiểu bảo vung tay chúng ngay đũng quần, ngửa cổ nhìn lên thì không phải là mô ứng hùng như mong đợi mà lại là dương giật chi. Ôi, chỉ là nhầm lẫn, ta không có cố ý. Dương giật chi từng dọa vi tiểu bảo đến vỡ mật ở cổng khang vương phủ nên khi vừa thấy hắn ta vi tiểu bảo như chuột nhắt sợ mèo vằn vội vã lui ra. Kinh ngạc khi thấy ngô ứng hùng mang dương giật chi tới nên vi tiểu bảo không dám huynh hoang nữa. Hắn ta tỏ ra vui vẻ niềm nở còn kế hoạch đánh ngô ứng hùng cũng phải đành tạm xếp góc nhà đợi thời cơ khác. Sau nửa canh giờ dù đã hết vui nhưng vi tiểu bảo cũng phải miễn cưỡng học mấy chiêu mộc vương gia quyền do dương giật chi chỉ điểm. Chuyện đã hết vui nên y kiếm cớ thoái thác chuồn sớm. Đang tính lên kiệu thì Vi Tiểu Bảo chợt nhớ ra chuyện quay sang nói với Ngô ứng hùng. À, suy nữa ta quên mất một việc, Hoàng thượng bảo ta hỏi Tiểu Vương ra xem có phải Vân Nam các người có một viên quan vừa đến Kinh Thành. Ông ta có tên là cái gì mà Lưu Nhất Phong, có thật là có nhân vật này không? Câu hỏi này của Vi Tiểu Bảo khiến Ngô ứng hùng cũng cảm thấy bất ngờ. Lưu Nhất Phong chỉ là một tiểu quan nhỏ mọn, từ khi tới Kinh Thành tới giờ hắn ta chưa hề ít kiến Hoàng thượng, vậy sao Hoàng thượng lại biết tên được nhỉ? Đúng vậy, Lưu Nhất Phong là quan của một chi huyện, hắn được bổ nhiệm ở huyện Khúc Tĩnh vừa được nhậm chức thuộc tỉnh Vân Nam, hiện giờ y đang ở trong kinh thành chờ ý kiến hoàng thượng. Hoàng thượng hỏi ngài là vì mấy hôm trước tên Lưu Nhất Phong đó đã ăn hiếp lương dân cô thế trong kinh thành, hắn ta vô cớ đánh người, không biết gần đây đã bỏ được tật xấu đó hay chưa. Bỉ chức nhất định sẽ dạy cho tên nô tài này một bài học, xin công công bẩm lên hoàng thượng mô tam quế nhìn người không rõ, tiến cử người không xứng xin hoàng thượng giáng tội bỉ chức lập tức cách chức lưu nhất phong mãi mãi từ nay về sau không lưu dụng y sẽ nhờ lại bộ đại nhân tìm hiền tài khác chức quan của lưu nhất phong là do dùng bốn vạn lượng hối lộ mà có ngô ứng hùng đưa đỏ cũng kiếm chắc từ việc này không ít nghe vi tiểu bảo nói vậy thấy đã gây ra họa lớn hắn liền quyết đoán thi chốt giữ xe ngay nghe ngô ứng hùng phản ứng nhanh lẹ vi tiểu bảo nghĩ việc đã xong cũng liền chui vào kiệu hừ tên cầu quan đó gián tiếp hải từ tam ca bị đánh trọng thương lần này ta đã vì thiên địa hội mà làm một việc tốt rồi. Biết rồi, ta sẽ bẩm báo sự vụ này lên hoàng thượng, xin cáo tự ở đây, tiểu vương ra hãy về đi. Vì tiểu bảo vừa nói xong thì ngô ứng hùng vội bước đến gần cái kiệu. Quế công công xin dừng bước, đại ân đại đức của quế công công bì chức không dễ gì mà báo đáp cho được. Quả cho đa tổng quản, sách đại nhân và bọn thi vệ ngự tiền đều đã được bì chức chuẩn bị thành ý ở đây. Một tẹo thành ý này mong công công giúp dùng cho bì chức mong mọi người trước mặt hoàng thượng nói đỡ cho mấy lời hay, xin thay mặt cha và gia quyến vô cùng cảm kích. Muốn ta thay mặt ngài giải bày với hoàng thượng ư, ok con dê thôi, việc này dễ mà. Vì tiểu bảo sau khi nhận chốt thành ý này thì liền thúc kiệu đi về gấp, kiệu vừa đi khỏi thì không hiểu sao mặt của dương giật chi lại có vẻ u uất thiểu não mất hẳn khi thi võ giả. Ôi, vậy là ra khỏi hang cọp mà không nguy hiểm sức mẻ gì hết, làm ta sợ hết cả hồn hà. Khốn kiếp thật, ta tới đây là để diễu võ dương oai tiện khua gây chúc với tên tiểu hán gian đó một phen không ngờ oan ra ngõ hẹp lại phải học võ với tên mặt đen đó nghĩ lại thật bực mình hết sức vừa lò bào bực bội vi tiểu bảo vừa xé bao thư thành ý ra ra xem hắn ta dù biết ít chữ nhưng đếm ngân phiếu chưa sai bao giờ wow mười vạn lượng ngân phiếu sao tên tiểu hán gian này rộng rãi thật được quá ấy chứ nhỉ hà hà tiền là tiên là phật là sức bật của lò xo so, là thước đo của lòng người là tiếng cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già. Với tính cách của Vi Tiểu Bảo đâu thì không ăn chặn trước, hắn ta thuận tay nhét một cái năm vạn lượng vào trong tay áo trước, đang sung sung sướng sướng như ngả bàn đèn thì bất ngờ kiệu chợt thắng gấp làm hắn chúi đầu về trước. Ủa, có chuyện gì sao bỗng dưng thắng gấp quá vậy? Bực bội thò đầu nhìn ra Vi Tiểu Bảo liền nhìn thấy một bóng người quen, người đó chính là Dương Giật Chi. Đúng là âm hồn bất tán mà, hắn đến là tìm ta truy sát sao chứ? Nghĩ Dương giật chi đến để trả thù cho pha hầu tử hái đảo ở phủ vừa rồi vi tiểu bảo vội lao ra khỏi kiệu tàu nhanh, nhưng chỉ một cái búng người Dương giật chi đã nhảy qua kiệu vung chảo nhắm vi tiểu bảo bổ tới. Nhưng chưa kịp túm được vi tiểu bảo thì bỗng có một quyền cản lấy chảo của anh ta, sự việc bất ngờ làm Dương giật chi không khỏi giật mình. chân nhân bất lộ tướng, thì ra tên phu kiệu này là một cao thủ, ôi, không vẫn còn một tên. Thì ra không chỉ một mà cả hai phu kiệu này đều là cao thủ, Hai người bọn họ khi thấy Dương Giật Chi manh động với Vi Tiểu Bảo thì toàn lực xông vào tập kích Dương Giật Chi. Kẻ vung quyền người tung trường nhưng Dương Giật Chi không vì thế mà loạn. Anh ta hai tay như vân mây vung ra đã hóa giải được đòn thế của cả hai người. Vi Tiểu Bảo đang thẳng do chạy trốn thì nghe thấy đánh nhau bông bốc, tò mò nhìn lại thì không khỏi kinh ngạc. Ủa, tên mặt đen không phải là đến tìm ta quấy rầy sao? Sao hắn ta lại đánh nhau với hai tên phu kiệu vậy kìa? Dương Giật Chi sau thoáng giật mình thì đang lấy lại được thế trận hắn ta hai tay vung lên tung ra song quyền hết sức uy mãnh trưởng kình lăng lệ hiểm chưa từng thấy đã chém đôi hai chiếc nón lá trên đầu của phu kiệu nón vừa rơi ra đã để lộ chân tướng hai người thì ra hai người phu kiệu này là quan ân cơ và phong tế trung giả danh nhưng họ làm vậy để làm gì vậy cả là quan phu tử và phong tế trung ư chẳng có nhẽ thiên địa hội thu không đủ chi ngũ hành chi thủy khiến bọn họ phải đi làm phu kiệu kiếm cơm qua ngày mặc kệ là vì lý do gì tóm lại là có hai cao thủ này bảo vệ thì mạng ta hôm nay sẽ vững như thái sơn tên mặt đen nhiễu sự kia dù cho có lợi hại đi chăng nữa thì cũng khó mà nhổ được cọng tóc bạc nào của ta khả kha nhận ra hai tên phu kiệu lại là thuộc hạ trong thanh mục đường làm vi tiểu bảo mừng lắm hắn ta đắc chi hóa lo thành an nghe chừng thần thái đã quay trở lại quan an cơ và phong tế trung là anh hùng cốt cán dường cột của thanh mục đường bọn họ võ công đã cao cường lại còn song thủ hợp bích thế công như hồ tưởng là có thể dễ dàng nhai cả xương của dương giật chi nào ngờ sau tiếng hét như sấm dương giật chi liền thi triển vân hải khiên ba trong khiên vân trưởng ra tấn công trưởng do dương giật chi sử ra như sóng gió của mạnh khí thế bức người anh ta sử ra tuyệt chiêu này là vì bị hai người của thanh mộc đường dồn bức quá mức tuyệt chiêu đã phải xuất ra thì ắt phải có thu hoạch tình thế hiện trường lập tức thay đổi thấy quan an cơ và phong tế trùng chỉ sau một chiêu này đã thảm bại vi tiểu bào hốt hoàng trở lại ngay được hắn ta không nghĩ ngợi nhiều dùng kế tổ vi quay đầu chạy tiếp. Không biết đã chạy được bao lâu và bao xa nhưng khi nhìn xuống đất vi tiểu bảo chợt thấy mình không vượt qua nổi một con ốc sen đang bò dưới đất, thì ra anh ta đã bị người ta túm được từ lúc nào rồi mà không hay. Quế cơm công, công là người thông minh, ngài chắc biết có một số chuyện dù muốn nhưng người ta không thể tránh khỏi, nhất định phải đối mặt. Người đang túm đôi sam giật ngược và nói những lời khó hiểu đó là dương giật chi. to be continued.